Đầu tiên là ớt chuông các cụ mợ nhá. Chúng ta sẽ cắt miếng vuông quân cờ, hành tây cắt vuông. Ớt sừng này chúng ta sẽ thái quả chám nhé. Thịt bò thì các cụ pha khổ của nó ra, thái mỏng ngang thớ. Chúng ta sẽ cho vào đây khoảng nửa thìa cà phê mì chính, nửa thìa cà phê hạt nêm, một thìa cà phê đường và hai thìa cà phê dầu hào, một thìa cà phê xì dầu. Chúng ta sẽ ướp vào đây hai thìa cà phê rượu trắng, hai thìa cà phê dầu ăn nữa, một thìa canh bột năng. Các cụ mợ cho cháu vào đây nửa thìa canh tỏi băm nhé. Các cụ mợ cho hành tây vào trước cho cháu nha. Chúng ta sẽ cho tiếp ớt xanh ớt đỏ vào luôn. Thêm vào đây cho cháu khoảng độ nửa thìa cà phê hạt nêm. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại xào bò các cụ mợ nhá. Cho thịt bò vào xào to lửa. Sau khi xào bò xong thì các cụ mợ cho cháu vào đây hai thìa dầu vào cháu. Nửa thìa canh tỏi vào đây để phi vàng nó lên. Đây các cụ mợ đổ cho cháu 80ml nước, 10g tiêu đen dập vào đây. Cháu nửa thìa cà phê hạt nêm thôi nhá. Nửa thìa cà phê mì chính, nửa thìa cà phê đường, hai thìa cà phê dầu hào và hai thìa cà phê xì dầu. Đến lúc này thì sốt đã sánh như này rồi, các cụ mợ cho bò vào. Thịt bò chín tới đổ luôn ra đĩa. Thế là nhà cháu đã hoàn thành xong món bò sốt tiêu đen.